quý vị và các bạn, ví dặm, khúc hát lọt lòng từ thuở còn thơ dệt nên những khúc thăng hoa nhất trong tình yêu đôi lứa, rồi trở thành người bạn tâm tình khi vui buồn hay cô đơn. Ví dặm là nơi người ta thổ lộ bao nguồn cơn tâm trạng, khi rạo rực đắm say, khi nhớ nhung ước vọng, là lời tỏ bày, là khát vọng nam nhi. Từng câu hát lật dở cả một pho tư liệu sống động về cuộc sống người nghệ qua hành trình lịch sử. Bởi vậy, ví dặm đã chưng cất nên hồn quê là nỗi nhớ thẳm sâu nhất của những người con xa xứ. Của huyện Đô Lương. Tuổi thơ chị gắn bó với những đêm hát phường, hát hội. Ví dặm đã đi vào tiềm thức của chị tự nhiên và mộc mạc như khí trời, như hơi thở. Chính bởi vậy, chị viết nhiều thơ về đề tài này. Khúc Hoan Ca từ câu Ví dặm cứ lặp lại đầy ám ảnh trong tâm hồn người xa xứ, để rồi lan tỏa tình yêu ấm áp tròn đầy với quê hương. Khi xa quê, những người con xứ Nghệ của chúng tôi thì ví dặm là quê hương. Cái bài thơ này tôi viết vào cái dịp gần Tết, khi mà những người con xa quê đã trở về sum họp với gia đình. Bản thân tôi thì có lúc chưa về được, cho nên đấy là nỗi lòng mà tôi muốn gửi về quê hương, về miền ví dặm, về cả miền ký ức tuổi thơ. Tôi bắt gặp bài thơ gửi về quê Ví Dặm của tác giả Minh Lý trên trang Facebook cá nhân. Bài thơ ngắn thôi, nhưng mà tác giả đã gửi gắm rất nhiều điều trong đấy. Và toát lên tất cả đó là nỗi nhớ quê. Và đặc biệt, tác giả muốn nói đến và trở thành niềm tự hào của những người con Nghệ Tĩnh. Đó là những câu hò Ví Dặm. Đấy là lý do để tôi không thể làm ngơ và đã viết nên, phổ nhạc viết nên ca khúc gửi về quê Ví Dặm, đồng tác giả với nhà thơ Minh Lý. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng may mắn hơn nhiều người được đồng hành cùng Ví Dặm ngay trên mảnh đất quê hương. Ví Dặm đã bắt nhịp cầu để anh đến với nghệ thuật và thực sự trưởng thành.
ở tận nơi sâu thẳm nhất, thiêng liêng nhất, vẫn luôn hiện hữu một tình yêu nguyên sơ, tha thiết với ví dặm. Ca khúc ra đời là nét đồng điệu của hai tâm hồn ở hai bờ Trung Nam về câu ví của quê hương. Đó cũng là sự trở về với nguồn cội, là sự tri ân, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân. Bài gửi về quê ví dặm, nó có một cái chiều sâu của một người nữ làm thơ. Làm thơ mà lại là nữ, nó đậm đà bản sắc dân tộc. Nó thiết tha, nó sâu lắng, nó gợi cảm, nó tiếp cái cảm hứng cho người đọc. Rồi đến khi anh Tiến Dũng anh lại phổ nhạc vào thì từng nốt, từng câu anh đặt từng nốt, từng câu khi phát triển để phổ thơ thì anh đặt đúng chỗ, đúng lúc của một người có nghề. Từng câu, từng đoạn, các nốt kết, cách phát triển, nó làm tôi rất là hứng thú. Quý vị và các bạn thân mến, từ tình cảm của nội tâm, ca khúc đã khéo léo thể hiện các không gian khác nhau của ví dặm. Từ lời hát của mẹ bên vành nôi đến bến sông rồi vào hội làng. Nhưng mạch tâm tưởng không đi sâu vào miền ký ức. Sự lật dở đan xen giữa hiện tại và quá khứ cứ trở đi trở lại như một sự thao thức bồi hồi. Gửi gắm tình quê với một người bạn cố niên, để rồi chập chờn trong từng bước đi của bạn như chính sự trở về của mình với bao ngỡ ngàng hồi hộp. Chính là tình yêu với ví dặm đã cuốn người nghe vào mạch cảm xúc nồng nàn sâu lắng đó, làm sống dậy câu ví dặm trên mọi miền Tổ quốc. Tình yêu với ví dặm đã là cội rễ âm thầm lan tỏa khắp muôn phương di sản quý giá của cha ông. Với giai điệu tiết nhịp 24 phong cách ballad, tuy có vẻ không gần gũi, không mang đi phong cách dân gian Nghệ An, nhưng giai điệu thật tình cảm, da diết mộc mạc mà đầy ắp tình quê xứ Nghệ. Nếu có được thời gian để vang lên thì mọi người sẽ nhận được cái tình cảm mà tác giả thơ và tác giả phổ nhạc đã đồng cảm và có thể đưa chúng ta đến một hoài niệm, một tình cảm đặc biệt về quê hương của mình. Lấy âm hưởng ví dặm, ca khúc đã phát triển với chất liệu âm nhạc mới. Ta như nghe vọng về nhịp phách dồn dập của những câu dặm, sự dàn trải mênh mang của câu ví. Tất cả đã hòa quyện tạo thành dòng chảy thiết tha, khai thác nội tâm của nhân vật trữ tình. Nhiều tác phẩm đã sử dụng âm hưởng ví dặm thành công, song chưa nhiều tác phẩm trải lòng với câu ví dặm. Hy vọng ca khúc mới gửi về ví dặm sẽ là nhịp cầu nối yêu thương của muôn người dành cho câu hát truyền thống của người Nghệ. Và mời quý vị một lần nữa cùng nghe lại ca khúc gửi về ví dặm qua giọng hát của ca sĩ Trang Dung. Thank you.
sương nghe chiều ni cho em gửi nỗi lòng người xa xứ đâu đó tình quê từng câu hò vì dặm câu hát chặt đôi bờ xứ nghệ quê mình tan nắng đổi mưa vẫn dịu ngọt trong lời ru mẹ hát nơi trời xa bước chân em phiêu bạt vẫn thanh cao dòng máu quê chặt đôi bờ xứ nghệ quê mình tan nắng đổi mưa vẫn dịu ngọt trong lời ru mẹ hát nơi trời xa bước chân em phiêu bạt vẫn thanh cao dòng máu quê
bao ân tình gửi vào điệu dân ca, bao ân tình.